Ban cách Hoa hậu chuyển giới 2023, top 9 lộ diện, Thủy Tiên thắng lớn chèn ép Quỳnh Châu. Ban kết Hoa hậu chuyển giới 2023 đã diễn ra trong sự theo dõi quan tâm của đông đảo khán giả. Top 9 cuộc thi được khán giả nhận định ngang tài ngang sức, nhiều nhân tố mới bùng nổ khiến team Quỳnh Châu suýt trắng tay. Tối ngày 31 tháng 3, đêm thi bán kết Miss International Queen Việt Nam 2023, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 đã chính thức lên sóng. Theo đó, top 12 thí sinh có thành tích xuất sắc nhất đã bước vào phần trình diễn tài năng và trang phục dạ hội trong tập 7 chương trình Miss International Queen Việt Nam để tìm ra top 9 vào chung kết. Mở đầu tập 7, top 12 thí sinh đã có màn chào sân với phần hô tên dõng dạc giới thiệu tên và quê hương của mình tràn đầy năng lượng. Tiếp đó là sự xuất hiện của 4 huấn luyện viên Thủy Tiên, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Quỳnh Hoa, Mai Ngô trên sân khấu Miss International Queen Việt Nam. Đáng chú ý, huấn luyện viên Mai Ngô đã có màn rap cực chất để tiếp thêm nguồn năng lượng cho các thí sinh trước khi bước vào những phần trình diễn quan trọng. Mở màn cho phần trình diễn trong phần thi tài năng, thí sinh Miễm Trầm đã chọn tiết mục múa trên nền nhạc ca khúc Tứ Phủ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ các thành viên ban giám khảo. Sau phần thi tài năng, Mỹ Trầm chia sẻ, tôi có nhiều khuyết điểm nhưng nhờ sự yêu mến của mọi người dành cho mình, tôi đã tự tin thể hiện bản thân hơn. Cũng trong phần trình diễn tài năng, Khiết Anh đã thể hiện liên khúc Đừng đùa với lửa vì chính là anh. Tuy nhiên, phần trình diễn chưa thật sự năng lượng và ấn tượng của Khiết Anh đã nhận được góp ý từ các giám khảo. Trang Nhung là thí sinh duy nhất thể hiện 3 tài năng trong một tiết mục gồm nhảy, múa và kịch nói thông qua tiểu phẩm Còn chị còn em. Cô đã nhận được mưa lời khen từ ban giám khảo và được giám khảo Huỳnh Như cho trọn 10 điểm với màn trình diễn hoàn hảo của mình. Sau tiết mục của Trang Nhung là phần trình diễn ca khúc Thuyền Quyên của Tây Hà. Mặc dù chưa lột tả hết nội dung thông điệp của bài hát, nhưng Tây Hà được thành viên ban giám khảo khen ngợi bởi sự dũng cảm vượt qua bản thân. Thí sinh An Nhi thể hiện tiết mục múa dân gian đương đại Kiều Mệnh Khúc. Cô được Hoa hậu Hương Giang và giám khảo Dược Sĩ Tiến khen ngợi như một vũ công múa chuyên nghiệp. Host Hương Giang cũng cho rằng, những phút 89 như hiện tại, An Nhi ngày càng tỏa sáng và là một đối thủ đáng gờm tại chương trình năm nay. Một thành viên khác của đội huấn luyện viên Mai Ngô là thí sinh Diệu Thảo, thể hiện màn trình diễn tự do nhưng chưa nhận được sự đánh giá cao từ thành viên ban giám khảo. Thí sinh Từ Sang chọn múa ca khúc Thị Màu ở phần trình diễn tài năng trong tập 7 Miss International Queen Việt Nam 2023. Với tiết mục của mình, thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình đã ghi điểm nhờ khả năng làm chủ sân khấu của mình. Cuối cùng là tiết mục của Đan Tiên với ca khúc Can't Trust a Boy, được sáng tác riêng để đến với Miss International Queen Việt Nam 2023. Với sự đầu tư khủng và màn trình diễn sôi động, cô nàng đã khiến ban giám khảo dành nhiều lời khen cho tiết mục đặc sắc và chỉnh chu của mình. Khép lại phần trình diễn tài năng đầy màu sắc, top 12 thí sinh tiếp tục bước vào màn trình diễn trang phục dạ hội trước khi chọn ra 9 thí sinh xuất sắc tranh tài tại chung kết Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023. Theo dõi màn thể hiện của các thí sinh, huấn luyện viên Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ, cô không thể dự đoán được top 5, top 3 của chương trình năm nay bởi vì các thí sinh trình diễn quá xuất sắc và cân tài cân sức. Chung cuộc, thí sinh chiến thắng của Best Thailand là Trang Nhung đội huấn luyện viên Quỳnh Hoa và các thí sinh khác trong top 9 của Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023, gồm Đăng Tiên, đội huấn luyện viên Quỳnh Hoa, Trần Quân, Tây Hà, đội huấn luyện viên Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Miễm Trầm, Diệu Thảo, đội huấn luyện viên Mai Ngô và Tường Sang, An Nhi, Thiên Hân, đội huấn luyện viên Thủy Tiên. Khi đọc tên top 8, trong khi Thủy Tiên thắng lớn với dàn thí sinh áp đảo thì Quỳnh Châu suýt khóc khi tưởng chừng sẽ trắng tay trước thềm chung kết. May mắn, cái tên cuối cùng của top 8 là Trần Quân thuộc team Quỳnh Châu. Bất ngờ, ban tổ chức có thêm cú tweet khi cho biết sẽ có top 9 và cái tên được nhiều giám khảo bình chọn là Tây Hà, team Quỳnh Châu. Như vậy, mỗi đội hiện còn 2 thí sinh, riêng đội Thủy Tiên thắng lớn với 3 thí sinh. Theo ban tổ chức Miss International Queen Việt Nam 2023, một tấm vé may mắn để quay trở lại chương trình sẽ được công bố trong đêm chung kết được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2023. Theo đó, các thí sinh đã dừng chân tại cuộc thi trước đó có cơ hội quay trở lại đêm thi quan trọng nhất nhờ lượt bình chọn từ cộng đồng yêu nhan sắc trên cả website và fanpage chính thức của chương trình. Đêm thi chung kết Miss International Queen Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 8 tháng 4 tới đây.